Rồi, bắn rồi nhá. D2 mà. Lên, lên, lên. Có cái mốt vào thêm tương rớt. Đây đi nhà nó chuẩn bị lên dốc. Từ từ kéo lên, đây lên. Đó, lấy cái trâu nó úp xuống đá hay còn nữa không? À, đứa nào? Sẽ là nhà đấy gọi chứ đâu. Hơ Lan đã đi rồi. Tụng nữa tới thẳng đường là đi được. Đi xuống thẳng bắt kéo lại là được. Từ kéo là từ từ thôi. Đó. Đây đi từ từ thôi chứ. Hành rồi là. Rồi dẹp, rơi dẹp rồi. Đây đi.
Cứ đưa xuống cái đá, đưa xuống đá rồi tính. Ôi bỏ lưới sau đi. Ôi. Chắc phải đưa bỏ lưới sau đi là đi lọt xoắn. Bà bỏ đây đi, đi cho mỏi. Không thì bà giữ. Được con giữ chứ, bà bước ra. Đi. Tháo xuống hết là bỏ bên ở đó thôi, làm bố cũng mồi trong đó con ngoài đi, chỉ có bồ đồ thân thôi. Bây giờ cứ bứng xuống đi đá rồi bắt đầu một người chỉ đào là cũng ở đâu là bắt đầu bứng di chuyển tới thôi. Bỏ cái kéo ảo lên con ghế, bỏ đi con ghế. Bứng bỏ trời đất kia là bỏ trời đất kia là tôi ngỏ cái đường này. Bứng cái kia. Cái quên đi là chắc đủ rồi cô đừng. Có cái nắm mà vô mà chắc là khỏi mà được cái nhà là chịu không ngồi.